Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Ngày hôm nay tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày Chủ nhật. Ngày mai là anh em đã quay trở lại với công việc hàng ngày, học tập và lao động. Chúc anh em có những cái phút giây thư giãn và giải trí khi xem cái clip đặc biệt vào dịp cuối tuần trên kênh Game Today anh em nhé. Chúc anh em có thể refresh lại cái đầu óc, thêm năng lượng để ngày mai anh em có những cái năng lượng tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào để anh em vào một cái tuần mới làm việc, học tập hiệu quả anh em nhé. Và đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ kênh. Tôi xin được cảm ơn hai anh em Người Tối Cổ và 20 Châu đã đăng ký hội viên mới trên kênh. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi và ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra tôi xin được cảm ơn các anh em Sơn Vũ Cao, anh em Hùng Mạnh, anh em Mạnh Trần, anh em Minh Lâm, anh em Nguyễn Quốc Anh, anh em Phạm Lam Phong, anh em Trương Anh Tuấn, anh em Ông Thần Nhân Phẩm, anh em Phạm Hưng, anh em Lâu Phia và anh em Lam. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi ok. Đấy, bây giờ đến cái phần gọi là hỏi thăm anh em. Thì hôm qua là không biết các anh em đã xem clip của tôi chưa. Đấy, với cái bộ Tam Pháp Sát Long. Một cái bộ mà phải nói là rất là khỏe, rất là gọi là ổn áp khi mà chơi leo rank. Đấy, cái tầm rank counter meta nó rất là ổn áp luôn. Thì không biết là các anh em đã thử chưa. Nếu mà các anh em đã thử rồi thì các em có thể cho ý kiến cũng như là confirm phía dưới phần comment nha anh em nhé. Tôi rất muốn có những cái phản hồi từ phía anh em. Đấy, để xem là liệu rằng cái bộ đấy anh em đã chơi, anh em có thấy ok không. Đấy, chứ còn nếu mà anh em chưa ok ấy, thì tôi lại phải xem lại. Nha anh em nhá. Rồi. Đấy, còn hôm nay tôi cũng chưa biết tôi chơi gì, nhưng mà có vẻ như là đang Hunter, Huntiếc các thứ đầu game thì chắc là đánh vật lý thôi. Mà thực ra tôi đang cầm cái pack vật lý. Tôi đang cầm cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong. Đấy, chính vì thế là khả năng là sẽ hướng đến chơi vật lý là nhiều. Ok. Rồi, có búa xét này. Mà đầu game thì có vẻ ra bài nó hơi lèo khèo anh em nhỏ. Trông có vẻ hơi chán đấy mày. Lấy được cái búa xét anh em ạ. Chắc lấy luôn. Lấy luôn đi. Thực ra đầu game thì ghép được cái búa xét thì dễ đánh chuỗi thắng lắm. Đấy là cái món đồ để chơi chuỗi thắng đầu game mà anh em. Đấy, nên là nếu mà ghép được cái búa xét thì tôi thường là tôi rất là hay là lựa chọn đầu game. Bởi vì anh em cũng biết rồi đấy, là tôi là thường là tôi không có eco nhiều. Đấy, bài mà to một cái là bỏ bài vào đánh luôn. Chính vì thế là ghép được những cái món đồ gì đấy mà nó mạnh đầu game thì tôi ưu tiên số 1 luôn. Nhưng mà tôi không gọi là tiết kiệm để tôi đợi những cái món đồ tôi ghép sau cho nó tròn thì tôi ít khi tôi làm thế. Những cái món đồ có lợi thế đầu game là tôi sẽ lấy luôn. Ok, bài ra rất vớ vẩn. Đấy, lại phải vứt cái con eco vào. Cũng rất may là tôi tích sẵn Glacier ở đây rồi. À, tôi có thể kẹp vào này, có hai Glacier kẹp eco. Lấy búa xét xong rồi phải vứt eco giữ máu, cay thật. Thực ra thì nó cũng chỉ đến lúc khi mà chúng ta có ba con Hunter thôi mà anh em. Đấy, đợi ba Hunter vào, vứt ba Hunter vào là lại ổn rồi. Đơn giản, hoặc là có kích hệ đỏ đây rồi là đánh được chuỗi thắng mà. Chúng ta có cái búa xét rồi thì nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không có gì khó đâu anh em. Đấy, vì có đồ ấy, cái đồ nó đã cái búa xét này nó thực ra nó rất mạnh đầu game anh em ạ. Đấy, anh em thấy không, nó rất mạnh luôn đấy. Bài của tôi rất leo khèo nhưng mà anh em nhìn thấy là nó bắn cái búa xét nó rất khỏe. Đây rồi, có 2 sao rồi này. Đấy, Swordman nữa này, Swordman 2 sao này. Ổn không? Shadow Devil cũng có thể lấy. Nếu mà giả sử nhưng mà nếu mà nó không ra được ba Hunter thì có thể chơi được con Shadow Devil này đấy, đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ thì đang có cái hệ trừ giáp thì cho Shadow Devil vào thì tôi nghĩ là phải lên level sau anh em ạ. Bây giờ nếu mà mua Shadow Devil ấy là chúng ta sẽ chỉ còn 2 tiền thì không up cấp được. Mà ở đây thì tôi đang có cặp. Đấy, mà bây giờ thì hiện tại thì đang có cái hệ trừ giáp Ego Seed ở đây với hai con Glacier. Tôi nghĩ là thôi để dành một round nhá, nó xong. Ok. Rồi, hay lắm. Round này chắc chắn thắng rồi anh em ạ, nhìn là biết thắng rồi. Nhìn là biết thắng rồi, rơi hai cơ mà. Búa xét ở đây rồi. Hay. Được đấy.
Ok, vậy là tôi sẽ mua cái con Shadow Devil anh em ạ. Con này được, mua luôn. Ok, hai đỏ. Được rồi, hay quá. Được đấy, hai đỏ này. Áp cấp. Rồi. Bây giờ thì không có hệ Exit nên là tôi sẽ cho Shadow Devil vào. Đấy. Anh em thấy không? Được không? Được. Được đấy, được đấy anh em ạ. Được đấy. Được đấy. Có cái búa xếp mà, ghép và xác định là đánh chuỗi thắng luôn. Đấy, mặc dù mấy round đầu nó leo khéo thế thôi, nhưng mà vì là chúng ta có một cái món đồ rất khỏe giai đoạn đầu game. Tôi nói rồi, nói từ rất nhiều những cái clip. Đấy, là nếu mà anh em có cái búa xếp đầu game thì hãy tận dụng lợi thế đấy, đừng để phí. Chuỗi thắng đầu game rất ngon luôn. Vừa coi như là giữ được máu, vừa có tiền. Ổn luôn. Hay quá. Hay quá. Rồi anh em ơi. Được đấy. Đi Flicker lên được 2 này. Up 6 không nhỉ? Up 6 luôn. Chứ còn gì nữa anh em. Up 6 luôn. Ừ, nhưng mà tôi vẫn muốn là có một cái con Lava Shaman này nữa. Chắc là tôi phải bán một con đi. Đây, bán con này. Ok, bán luôn con này đi. Lava Shaman 2 tiền. Rồi, đủ tiền luôn. Đấy, ok, rất là nhiều các cái hệ tộc Celesi được kích hoạt. Ở đây là có là Shaman này, Demon này, Glacier với cả hai Kipland. Ok rồi đấy. Thực ra quả đấy lấy 3 Hunter thì cũng được, nhưng mà tôi vẫn thấy là nếu mà tăng cường cái việc là có con 2 sao và hệ Kipland ấy thì nó khỏe hơn anh em ạ. Chứ bây giờ mà cho 3 Hunter vào thì gãy mất. 3 Hunter là anh em sẽ phải bỏ 3 con ra thì nó sẽ không có bộ đỏ. Nó sẽ không có bộ đỏ. Đấy. Anh em sẽ phải lựa chọn là hai Glacier thôi, bởi vì hai con Glacier nó lên 2 sao rồi, đúng không? Thì anh em sẽ phải bỏ 3 con ra, trong đấy nó sẽ có một con đỏ. Đấy, mà tôi mà bỏ 3 con ra thì rõ ràng là không có bộ đỏ thì nó yếu. Chính vì cái lý do đấy mà cái round vừa rồi ấy, là tôi không có mua con súng. Bởi vì nếu mà muốn mua súng là phải bán con Shadow Devil đi. Đấy, Shadow Devil mà bán đi ấy, thì nó sẽ cho 3 Hunter vào thì nó không có bộ đỏ anh em ạ. Đấy, nó chỉ kẹp là nếu mà bỏ ra thì sẽ là bỏ Shadow Devil này, bỏ con Swordman và bỏ cái con Fortuner Teller. Đấy thì vẫn có cái bộ Shaman ở trong và hai con 2 sao thuộc tộc Glacier. Đấy, nhưng mà nó yếu hơn anh em ạ, không mạnh bằng, để cái này mạnh hơn. Đấy, Shadow Devil này tung trưởng rất mạnh. Ui. 4 Glacier luôn này. Cái trận này chơi Glacier rồi. Anh em ạ. Trận này là khả năng là chơi Glacier này. Cho Glacier sớm đầu game à. Được, 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 được. Thế thì chốt nhá. Chúng ta có thể chốt bán con đi. Bán một con đi. Ok. Shadow Devil thì lên 7 cho vào anh em ạ. Đấy, còn tạm thời thì nó sẽ là 4 Glacier kết hợp với cả ở đây nó là 2 đỏ, 2 Kipland đấy. Rồi, tính xem là cái round sau, cái round tiếp theo gặp thằng nào đã. Zopet chưa gặp. Zopet. Zopet được chơi có hai con 2 sao và đang chơi Feather. Feather thì nói chung là cái tầm đấy thì nói chung là cũng không cần là phải làm gì cả. Round này tôi chưa up cấp vội anh em nhá. Thỏ lên được 2 sao này. Ok. Tạm thời thì cái con thỏ này nó sẽ được để ở ngoài, chưa cho vào anh em ạ. Rau sau sẽ cho vào. Rau này gặp một cái thằng mà tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được, bởi vì cái Celesi mà 4 Glacier kẹp với cả hai đỏ và có cả Shaman ấy, tức là chúng ta có Shaman là chúng ta hơn một con rồi. Đấy, đối thủ có 6 con ấy, là thực ra là bị hack một con, mất 6 giây là còn nó 5 con thôi. Đấy, chính ra là Celesi là khá là mạnh, kẹp với hai đỏ nữa là vẫn ăn được. Cái đây là Feather thì nói chung là 3 Feather thì vẫn không ăn thua, vẫn có thể đánh trúng được.
Đấy, chúng ta đoán nhanh mà. Đoán nhanh thì nhiều khi là những cái cú đánh nó sẽ càng nhiều cú đánh thì nó sẽ càng có tỷ lệ nó trúng nhiều hơn. Thế đó. Là cái bộ 6 phe giờ thì mới sợ thôi, chứ còn 3 phe giờ thì vẫn bình thường. Rồi ok. Con thỏ 2 sao rồi, chắc chắn là rồi đồ cho thỏ thôi. Là cái con thỏ này nó bắn chưa trưởng sớm thì nó cũng có lợi thế anh em ạ. Đấy, vì cái chúng ta cầm cái búa sét nên là con thỏ nó sẽ bắn nhanh hơn. Bắn nhanh thì sẽ tung được trưởng sớm đó. Chính ra là như thế này, là kẹp như thế này là cũng ổn phết đấy. Con thỏ thì thực ra nó có đồ nên là nó sẽ là cái con mà nó giống như là ở trong cái bộ Hunter ấy, nó sẽ khá là khỏe. Vì nó được bắn nhanh. Búa sét kẹp với cả 4 Glacier là bắn rất nhanh ấy nhá. Mà con này lên 2 sao rồi, đam to rồi. Ok, rất tốt đấy chứ. Được. Gây được khá nhiều đam từ con thỏ nhá. Con thỏ 3000 đam giai đoạn đầu game, rất tốt. Ủ. Cho 2 con rồng. Chưa là tiếc quá nhờ. Vừa lấy tôi bán mất cái con Aegis Ranger rồi. Nếu mà vừa lấy mà mua Aegis Ranger ấy là bây giờ là 3 Hunter kết hợp với 4 Glacier. Đấy, cũng rất là ok. Mà nếu mà phát triển tiếp thì là 3 Hunter 6 Glacier cũng hay nhờ. Content cũng được ấy chứ, đúng không? 3 Hunter 6 Glacier. Ừ, cung đen lúc đấy chắc phải bắn bá cháy lắm ấy. Nhưng mà tôi bỏ qua 2 con cung đen rồi anh em ạ. Tôi không mua cung đen rồi. Chán quá. Hơi tiếc. Nhưng mà hơn không sao anh em ạ. Trò chơi nó còn dài. Nó còn nhiều cái đội hình có thể phát triển được ở giai đoạn late game. Anh em yên tâm. Đấy, cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong ấy, nó chơi được rất nhiều bộ vật lý mà nó rất hay. Anh em yên tâm nhá. Cứ để đấy, từ từ đã. Dòng đời nó phải đưa đẩy anh em ạ. Cứ để sau, cứ để sau để xem như nào đã. Đây rồi. Grand Herald này mua luôn đi. 6 Glacier à? Như này là có vẻ như là đưa đẩy chơi 6 Glacier đấy. 6 Glacier Saman thì làm sao? Được không? Được đấy chứ. Nhé. Yeah. Rồi, cứ từ từ đã anh em, bình tĩnh. Ra cứ lên 8 xong roll kính sau. Anh em nhá, chúng ta sẽ form bài ở level 8 để xem nó thế nào. Ui, thằng kia Thunder 2 sao rồi cơ. Ác thật. Xả hết tiền để cắt chuỗi tôi mà. Càng đấy, cái thằng có chuỗi đang có tính cái con đường là ăn tôi đây. Mày thế anh em ơi. Chưa gặp. Rất may. Sống sót được giữ chuỗi round 15 là ok rồi anh em. Đó sau rồi tôi up cấp xả tiền. Vẫn kịp thời gian, vẫn có thời gian để có thể làm được điều gì đấy. Ok. Bây giờ chỉ cần Berserker lên được 2 sao kẹp 4 đỏ vào thì nó lại ổn áp luôn. Bây giờ ra thêm một con đỏ nữa nhá. Có 2 con Wizard ở đây rồi, kích rồi anh em, kích hệ rồi. Đấy. Là chúng ta có 4 Glacier 4 đỏ đấy, 4 Glacier 4 đỏ và 2 Saman ở level 8 ấy. Ủa. Chuyện này có Greater à? Greater late game thì hơi sợ, nhưng mà cái tầm này tôi vẫn ăn được. Tầm này ok. Vẫn ăn được. Ăn được hết anh em ạ. Đấy, chủ yếu ấy là phải kiểm soát được cái sức mạnh của đội hình mà. Tôi nói rồi, tôi nói rất nhiều những cái clip trước rồi. Bởi vì cái phần giữa, phần đầu và phần giữa nó quan trọng lắm. Đấy, khi mà anh em biết được cái đội hình, sức mạnh của đội hình ở phần giữa game ấy, tầm nào thì ăn được như nào thì nó ok lắm. Anh em biết được cái tầm xả tiền vừa để đỡ tốn quá nhiều tiền. Nhiều khi là xả nó hơi bị quá tay ấy. Xả hết tiền để ăn được chuỗi thì thực ra nó cũng không cần thiết. Nó vừa đủ để ăn chuỗi là được anh em nhá. Đội hình vừa đủ ăn chuỗi thôi là chúng ta có thể là ok rồi. Đấy. Rồi. Ui, đồ này có vẻ không hay lắm. Ghép được cái ấy. Ô, trứng này. Ui, được quá nhờ. Đang định roll. Ôi, thế hay quá. Hay quá. Thế thì hay quá. Lên 8. Được quá nhờ. Thế tôi đập trứng luôn. Đỡ phải roll. Rồi. Hay quá nhờ anh em nhờ. I call for the beast of love at the heart of Whirlpool.
Cái giáp này thực ra là nó không cần thiết lắm anh em ạ. Đội hình này tí nữa, cái giáp này nó chỉ là nó có cái lợi thế là khi mà đứng tụm lại thôi, nhưng mà đứng tụm lại thì bây giờ cái meta bây giờ thì nói thật với anh em là chỉ có chơi Warrior. Chơi Warrior thì đứng tụm vào thì còn ok, chứ còn nếu mà chơi những cái đội hình khác ấy thì đứng tụm là xác định là đóng hòm anh em ạ. Nhất là gặp mấy cái thằng Assassin. 26 Hunter chưa? Chưa, mày quá, vẫn chưa 6 Hunter. Mà 6 Hunter thì cũng chưa chắc đã ăn được tôi đâu. 6 Hunter là phải full 2 sao cơ thì mới ăn được. Đấy, còn 6 Hunter bình thường toàn 1 sao thì vẫn thua. Đội hình này bây giờ nó có co 2 sao rồi anh em ạ, nó rất ok. Đấy rồi, Fortuner Thaler lên 2 sao. Rồi, thay con rơi ra. Trận này có khi là chơi 6 Glacier anh em ạ. Bài này nó vào form mất rồi. Đấy, nó khá là form 6 Glacier rồi đấy. Bây giờ tôi chỉ cần thiếu một con nữa đúng không? Doctor nữa thôi. Thiếu con Doctor nữa thôi là chúng ta kích được hệ 6 Glacier ở level 8. Đấy, mà rơi bây giờ nhá. Rơi bây giờ là có 5 con rồi. Đấy, khả năng là nếu mà chúng ta chơi 6 Glacier chúng ta sẽ roll ở level 8 luôn. Được không? Đồ này ghép được cái chiến thánh em ạ. Có ghép luôn không nhỉ? Thực ra đánh cái thằng mết kia thì ghép chiến thánh thì nó cũng có kháng phép đấy. Phân vân quá, bởi vì nếu mà ghép chiến thánh sớm thì không ghép BKB thì sợ lên game hơi toang. Có khi là vẫn sẽ phải ghép BKB. Nhưng mà nếu mà không có chén thánh ở round tiếp theo có sợ thua không nhỉ? Tôi cũng đang khá sợ bởi vì chuỗi thằng kia nó cũng đã cộng 10, nó xả tiền khá gắt đấy. Thằng này nó quyết tâm nó ăn tôi đấy. Nó quyết tâm nó ăn tôi đấy anh em ạ. Khả năng là chúng ta phải ghép lốt cái món đồ cuối cùng thôi. Dominator. Trận này có Glitter nhá, tôi nhớ ra trận này có Glitter. Giam con Dominator lại đã anh em ạ, cho nó không mua được. Ok, tôi sẽ ghép cái chén thánh luôn. Đề phòng trường hợp gặp cái thằng mết anh em ạ. Còn hai thằng mết chưa gặp. Ok. Cái bọn Dominator ấy mới là cái bọn mà phải căng thẳng anh em ạ. Đáng sợ đấy, bởi vì là thế này này. Cái bọn Glacier ấy là cái đội hình mà chúng ta đang chơi ấy, là nó bị counter bởi bọn Glacier anh em hiểu không. Glacier ấy nó úp lồng là cái bọn này nó không đánh được phát nào đâu. Đánh nhanh nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì nếu mà nó đứng ở trong lồng. Đấy. Mà cái bọn đấy thì nó chuyên là nó úp lồng rồi nó đấm sấp mặt luôn ấy. Cái bọn Glacier này thì nó rất mỏng nhá. Nó chỉ được cái là nó lấy cái sức mạnh tấn công của nó để nó bù vào cái phòng thủ thôi anh em ạ. Lấy công bù thủ. Đấy, cái đội hình lấy công bù thủ. Đây rồi. Có Doctor này. Thế thì bỏ đỏ ấy nhỉ. Rồi. Ôi thôi chết rồi. Bán nhầm mẹ là cái con ấy rồi anh em ơi. Tôi bán nhầm cái con Saman rồi. Nhưng mà nếu mà Saman phải lên 9 mới kẹp được vào, đúng không? Lava Saman phải lên 9 mới kẹp được vào thì 4 Saman kết hợp với cả 6 Glacier chưa ở 9 à? Không được, không được anh em. Chưa được, chưa được, chưa được. Rồi, được rồi. Tầm này là cũng đủ rồi. Một hack thôi vậy. Một hack là được rồi. Có Storm Shaman là có khả năng khống chế ở đây, không cho đối thủ bắn trưởng. Đấy, hay quá. Được rồi, đặt vòng. Úi rồi, đặt vòng xong rồi hóa cóc luôn. Hay thế nhờ. Ăn rồi, mình xin nhá. Xả tiền gắt quá bạn ơi. Úi dồi, lên 8 xả hết tiền luôn. Được quá nhờ. Ui, có đồ rơi sang này. Đã có thằng đi rồi á. Ôi rồi ôi, cái thằng Eco đi anh em ạ. À. Eco chuối cộng 11 rồi xuống hố luôn. Ôi rồi ôi. Ảo thật sự luôn. Cái kiểu Eco là Eco đến chết mà. Đấy, có sống được đến round 21 để Eco đâu. Tôi nói rồi, meta này nó đẩy nhanh lắm anh em ạ. À. Tốc độ trận đấu nó nhanh lắm. Đừng bao giờ Eco đến round thứ 21. Chúng ta chỉ lên là Eco đến round 16 thôi anh em ơi. Ủa, Secret Lancer này. Được đấy, được đấy. Đát à? Đát thôi, từ từ, chưa cần lắm anh em ạ. Mấy cái đội ở trong cái trận đấu này không có thằng nào mà cần cái con đát cả, không có Warrior.
từ từ đã. Tôi là tôi đang có ý định là roll con Berserker lên 3 sao luôn. Đấy, chính vì thế là tôi cũng không ôm nhiều đâu. Bởi vì có ôm nhiều thì cũng không cho vào được ấy. Không cho vào được đội hình. Mà tôi cũng đang có cái ý định khác cơ. Đấy. Tôi có khi là tôi sẽ không chơi chơi Glacier kết hợp với Shaman nữa đâu. Mà tôi sẽ không chơi Glacier kết hợp với cả Warlock để lấy đá Spirit nữa. Và khả năng cao là tôi sẽ phải chuyển sang Glitter giai đoạn late game đấy anh em ạ. Bởi vì trận đấu này là Glitter nó cũng đang rất xanh. Mà cái bộ này thì lại bị cái bộ đấy nó counter như vậy. Thế như vậy. Đấy mà bây giờ ấy mà gặp cái thằng Glitter là sẽ mất chuỗi. Chắc chắn đấy, đứng tụm vào như này mà. Và nếu mà bây giờ mà tôi không đứng tụm thì tôi lại không được hưởng cái giáp. Anh em hiểu không? Đấy mà bây giờ chỉ thua mỗi Glitter thôi. Tầm này chỉ thua mỗi Glitter thôi. Đấy, đứng tụm vào thì ăn được những cái thằng này. Ăn được những cái thằng này, thằng này vẫn ăn được. Tôi tin là thằng này tôi vẫn ăn được. Ok. Cũng ghê đấy, ra ca lông rồi. Full 2 sao ra ca lông. Ui, rơi nữa này. Còn 2 con nữa thôi. 2 con rơi nữa. Rớt à? 5 đô. Có lên ôm cái con rớt này vào không nhỉ? Có thằng chơi mết ôm luôn rớt không cho nó chơi. Ok. Không cho nó mua anh em ạ. Đằng nào cũng đang thừa tiền mà. Ôm luôn. Bây giờ mục đích của tôi là chỉ lên full 3 sao thôi. Lên full 3 sao được rồi. Ui ôi, gặp Glitter này. Chết mẹ đấy. Chết rồi, đứng đây úp lồng rồi. Ơ nhưng mà may quá, tôi mới phát hiện ra là cái con co của nó ấy, là cái con cung đen ấy nó vẫn một sao. Ờ thế thì vẫn đánh được. Hay quá. Nhưng mà late game thì cũng chưa biết được đâu. Hơi đen nhờ, chơi Glitter cung đen vẫn một sao. Rồi thế thì vẫn giữ được chuỗi anh em ơi. Ok, ôm Glitter luôn. Tí nữa chuyển sang Glitter. Tí nữa chuyển sang Glitter kẹp cả con rớt này vào bật nó cũng khỏe chứ, đúng không? Thôi cái con tôi nghĩ là cái con này bán đi thôi. Sacred Lancer cũng không chơi để làm gì cả, bởi vì tí nữa kích hệ Glacier mà. Đúng không? Glacier nếu mà cho vào thì không kích hệ được Glitter, bán đi thôi. Anh em ạ. Ui. Gặp thằng có chuỗi này. Gấu Assassin 2 sao rồi. Ui hay quá anh em ơi, Fortuner Teller bắp vào con rớt. Con rớt nó giật quả 2000 dam, 2600 dam, thế là coi như là thắng luôn. Hay quá, rớt được đấy. Dominator này, mua luôn. Đấy luôn anh em ạ. Tí nữa counter bọn Glitter phải có con này. Chết rồi, full hàng chờ phải đái quá. Nhanh. Nhanh em ơi. Một con rơi nữa. Cho con rơi giải phóng. Đây rồi. Hay quá, mày thế à. Giải phóng cái thằng chờ. Hết hồn. Vẫn thừa 2 con. Bán ngài đi. Một con nữa. Bán nó rớt. Ok. Bán rớt đi. Thôi anh em ạ. Để cho bọn mết được chơi đi. Thêm khống chế vào đó. Doctor mua không? Mua đi. Bán con Fortuner theo lờ đi. Ok. Glacier cái gì đấy? Glacier đỏ à? Chưa đủ bộ. Thiếu một đỏ. Đi rồi. Roll hết tiền không ra là con ấy. Không ra được con Omen. Không kèm được Wizard. Mà cái này là thua và chết là do pách đểu anh em ạ. Chắc chắn là nó thiếu cái con Salivo. Đấy nên là khó kích hệ, không kẹp được Wizard vào. Chứ còn nếu mà có Salivo vào rồi thì không nhất thiết là phải ra được con Grimchuck. Nhưng mà kiếm Grimchuck nhiều khi nó hơi khó anh em ạ. Roll hết tiền không ra Grimchuck để kích hệ trong bộ pack ấy, mà thiếu hai con đấy thì rất khó chơi. Đấy, nhiều hông là rất tham nhá. Tức là muốn là chơi 6 đỏ ấy, nhưng mà lại chơi là cái hàng Ryu cơ.
Tức là 6 con đỏ riu luôn ấy. Tôi dự đoán là cái thằng tiếp theo ra đi chắc là cái thằng Ando chơi Goblin. Còn cái thằng Leo kia chơi cái đéo gì ấy nhở. Khó hiểu. Đúng meta mới nhiều thằng nó chơi đội hình dị thật đấy. Hình như là thấy thằng này nó định Hyperon lên 3 sao hết đấy anh em ạ. Là chơi Hyperon. Hyperon kẹp 3 mét rồi. Rồi để xem là nó có hiệu quả không. Đấy. Chứ còn nhiều cái trận đấu là cũng có những cái đội hình nó khá là hiệu quả đấy. Ví dụ như cái trận đấu ngày hôm qua đánh ở Today ấy, là cũng khá là căng. Mấy cái đội hình trông rất là kỳ quặc nhưng mà bánh khỏe thật. Thôi ghép giáp xương thôi. Rồi đợi tiền lên anh em ạ. Bình tĩnh. 50 tiền luôn tiếp. Chỉ ở 8 thôi. Meta này meta Hyperon. Anh em thấy là đối thủ cũng 26 nhưng mà chưa thằng nào lên 10 cả. Đấy. Dần dần là mọi người sẽ nhận thấy là cái việc Hyperon nó hiệu quả hơn. Nó giữ máu hơn. Lên 10 thực ra toàn 1-2 sao thì nó yếu. Đánh với cả 3 sao khó lắm anh em ạ. Đây này bây giờ là anh em có thể thấy là cái thằng Greater chắc chắn là nó Hyperon rồi nhá. Còn cái thằng Leo nó Hyperon. Thằng Su ở Nhật Bản kia thì nó có vẻ như nó đang muốn tìm mấy con ốc ba để nó chơi 6 assassin thì phải. Đấy, tức là nó cũng dừng lại nó roll luôn. Ây da. Đấy. Ây da. Nhiều cái nó bất ngờ lắm anh em ơi. Mẹ chả phải tự nhiên mà nó lại chơi như thế. Nó phải có cái gì đấy nó mới chơi như thế chứ. Ây da. Vừa mới bảo là nó cái đội hình cái đéo gì đấy vừa va vừa vẩn thì đấy anh em thấy không. Nó ra nó cắt mẹ chuối tôi. Hyperon khổ. Hyperon ra con Thunder 3 sao này. Thằng này xả tiền ác thật đấy. Luôn như ăn cắp luôn anh em ạ. Vừa lấy rõ ràng là nó cắt chuỗi của tôi. Nó có 20 tiền mà nó cũng xả hết sạch tiền luôn. Sợ thật. Ôi xả tiền căng thật đấy. Chả hiểu là có hiệu quả không. Nhưng mà chắc là chơi cũng được mấy trận là ngon nghẻ rồi thì mới dám làm này ấy nhở. Làm gì mà chơi liều như thế được. Ok. Goblin đi rồi. Goblin tôi dự đoán đúng rồi anh em ơi. Tôi dự đoán là Goblin là thằng ra đi tiếp theo. Ơ thế đéo nào. Sai à. Ui giấy. Thôi anh em coi như không nhìn gì anh em nhá. Dã man thật. Vẫn sống nhưng mà chắc là cũng không sống được thọ đâu anh em. Rồi chúng ta cứ tích tiền cao cao lên một chút rồi chúng ta roll nha anh em nhá. Cơ chế roll là roll được càng nhiều tiền ở một round ấy thì cái cơ hội nó ra nó càng cao. Đấy nên là round sau tôi roll tiếp. Và tôi nghĩ là tôi sẽ chỉ là dừng lại ở 8 và chúng ta roll thôi. Nha anh em nhá, hyper roll. Để cho bọn nó lên 3 sao bọn nó mới khỏe được. Đấy, và đặc biệt là phải đưa con Berserker lên 3 sao. Vừa lấy chúng ta để ý hơi nhiều cái thằng hyper roll mà quên mất là còn có cái thằng sát thủ nữa. Khá là nguy hiểm đấy nhá. Nhà sát thủ nó đang có cái ý định là dừng lại ở 9 và roll 3 sao. Bây giờ nó đang có 50 tiền. Đấy. Nó sẽ đang roll cái con ốc lên 3 sao đấy. Con ốc nó sẽ đóng vai trò là cái con. Tôi nghĩ là nó sẽ là cái con co trong giai đoạn late game. Đấy. Solo thì con ốc nó sẽ khỏe hơn là con gấu. Ok bây giờ vẫn ăn được anh em ạ. Cái con gấu ấy late game nó không mạnh bằng con ốc 3 sao đâu anh em ạ. Nếu mà con gấu 2 sao với con ốc 2 sao ấy thì con gấu hơn. Nhưng mà con ốc 3 sao thì nó khác nha anh em nhá. Con ốc 3 sao thậm chí là con đấm được cả con cáo 3 sao cơ. Đấy. Mạnh lắm. Bởi vì cái skill của nó ấy, cái skill của nó là mang tính chất đó là solo. Trong khi con cáo thì và cái con gấu ấy thì cái skill của nó là cái tính chất của nó là đánh được kiểu đánh là AOE nhiều hơn. Đấy. Mà chỉ cần là cái con ốc ấy, nó đủ đồ một cái thôi thì nó sẽ coi như là nó solo là nó đấm được hết luôn. Vì late game ấy là thường là nó sẽ là cái Kira ấy, cái găng tay Kira thì máu nó khá là nhiều. Máu nó khá là nhiều và cái sức mạnh của cái skill của con ốc thì nó cực kỳ khỏe. Nó hút máu mà nó đánh nhanh thì nó hút máu cực kỳ nhanh. Và nó crit nữa, nó có crit của cái bộ 6 assassin.
Ôi thì chết rồi, cặp thằng này lại toang rồi, cúp lồng. Đấy chính là cái lý do mà tại làm sao mà tí nữa nếu mà gặp thằng này này là chỉ có thể là kẹp Gladiator mà thôi anh em ạ. Không nhấc nổi cái tay lên luôn và mất rất nhiều máu mỗi lần gặp thằng này. Ô, căng quá bạn ơi. Ác thật, nó còn kẹp cả Squire nữa thì làm sao mà nhấc được tay lên. Chả biết là cái thằng nào gặp late game này. Bây giờ còn thằng chơi mết này, là chơi Hyperon mết. Thằng Leo đánh vẫn rất là giữ máu nhá, vẫn 47 máu, chơi đội hình dị vãi cái đái luôn. Thằng Greater thì nói chung là 5 ăn 5 thua với cả thằng Assassin. Assassin con gấu mà nó clear được thì nó sẽ thắng, mà nếu mà con gấu mà nó không clear được thì nó sẽ thua. Đấy, cái vấn đề ở đây là con gấu ấy nó phải chụp lồng được, nhưng mà tôi nhận thấy là cái thằng đấy hình như là cái con gấu của nó không có cái blink thì phải. Nào trước nó gặp tôi là nó đi bộ xuống chứ nó không blink xuống. Đấy. Thế là nếu mà cái con gấu đấy mà nó tung trưởng chậm ấy thì khả năng Greater vẫn ăn được cái bộ Assassin. Rồi để xem nào. Nhưng mà cái thằng Assassin là phải hết sức cẩn thận. Đấy, tôi thấy cái khung queen là tôi biết là phải chú ý cẩn thận thằng này. Nhưng mà nói thế thôi nhá, nhiều ông cao thủ là ông không để khung queen đâu anh em ạ. Một là ông không để khung, hai là có khi là còn có người để khung rúc cơ. Đấy, khung pháo đài luôn. Điển hình ở đây là trong clan GTD của tôi thì có anh em 47F1 là rõ ràng là queen nhá, thậm chí là còn queen top luôn đấy. Nhưng mà toàn để khung rúc thôi. Thế đối với vẽ đài anh em ạ. Sợ nhất là mấy ông khung rúc nhưng mà chính queen. Thật. Sợ nhất là những cái ông kiểu dạng như thế. Đấy, như là hay đang hiện tại đây là đang có ví dụ như là clan tôi thì có GTD Pro cũng đang ở cái rank rook nhưng mà đấm đi vãi đái luôn. Đánh thì đấm cho mấy ông queen sấp mặt. Là anh em biết là thế nào. Thế nên là cái khung của cái thằng Su kia thì thực ra cũng chưa chắc đã thể hiện trình độ không. Ui lại gặp thằng này vãi đái này, ăn nổi không? Mẹ vãi đái luôn, Hyperon. Mà anh em nhìn cái đội hình này, anh em thấy quen không? Đấy, nó lại như thế cơ. Biết trời đấy. 3 mét 3 sát thủ. Ok. Đấy, chỉ còn thiếu 3 rồng nữa là thành cái bộ của tôi hôm qua. Meta mới đấy anh em ạ. Ảo lắm. Ui, đây rồi. Đây rồi. Ok rồi anh em ơi. Được rồi, Berserker lên 3 sao. Hay quá, Berserker gánh team rồi. Hay thế nhờ. Rồi. Berserker 3 sao thì chắc là bây giờ chỉ sợ thằng Greater thôi. Thằng mết chắc cũng không sợ lắm đâu. Đủ máu rồi, chắc chắn là combo không chết được con này. Con này nó sẽ đứng lại nó solo. Còn cái thằng Greater thì hơi sợ, nó úp lồng hơi sợ. Nhưng mà round này thì chưa gặp Greater. Round này gặp thằng sát thủ. Round này gặp thằng sát thủ có lên tách ra không nhở? Hay đứng tụm lại nhở? Nhưng không kịp rồi, không kịp thôi, round sau tách ra vậy. Round sau gặp mết thì tách ra anh em ạ. Sát thủ đứng tụm lại vẫn ok anh em ạ. Ôi nhưng mà nó có cấm đánh. Mẹ nó bớ vào con Berserker đầu tiên ạ. Xong rồi, đẩy nhiều máu thế. À. Ôi 26 máu ạ, vãi đái. Không ổn anh em ơi, tôi bị bọn này nó đi rồi. Tôi bị bọn này nó đi rồi, tách đội hình ra vậy. Không ổn lắm nhờ. May mà cái đội hình này giữ máu tốt ấy. Kẹp được Echo với cả đầu game tôi cũng giữ máu ổn. Mà trông thằng Greater nó cũng sắp đi nơi kìa anh em kìa. Vãi đạn không? À nhưng mà thằng Greater như nó vừa đẩy cái thằng mết đi một đống máu luôn. Round này gặp mết này. Tách đội hình ra anh em ạ. Vừa lấy đứng tụm lại bị xòe quạt chết hết. Đứng tách ra như này là sống này. Mà chắc là đứng tách ra như này thì cũng chỉ sống được duy nhất cái con Berserker thôi. Trận này đéo có BKB. Ghép cái giáp hơi vội anh em ạ. Tôi đã bảo là ghép cái giáp nó là sai lầm từ đầu game. Lẽ ra phải giữ lại cái giáp để ghép BKB. Xòe quạt xong là có đúng một con sống. À được. Ui vẫn ăn được nhưng mà vẫn lọt một con thôi. Càng ấy. Có lẽ phải mua con Echo anh em ạ. Kẹp vào giữ máu không toang mất. Khá là ngại cái thằng mết. Gặp thằng mết đấy là cũng khá là ngại. Nhưng mà nếu mà không có gì thay đổi thì cái thằng mết nó sẽ bị cái thằng Assassin nó giết chết đấy. Bởi vì thằng Assassin nó đã kẹp vào Marine rồi anh em ạ. Assassin kẹp Marine rồi.
Đấy, mà Assassin cái con gấu nó clear được thì nó có thể là tiêu diệt cái bọn mết sớm. Đấy, còn thằng Greater sao? Greater thì tôi nghĩ là nếu mà đồ Assassin mà làm một cái cú combo đẹp ấy thì Greater cũng sẽ chết thôi. Ok, vậy là khả năng cao ấy là solo late game với cả Assassin đấy. Assassin máu còn 37. Bây giờ là cái bọn Greater với cái bọn Assassin ấy, nếu mà Greater nó úp lồng đúng một con gấu thì chắc chắn là con gấu đã chết ở trong lồng. Còn nếu không ấy thì chắc chắn là cái bọn Greater sẽ thua. Nó phụ thuộc vào cái việc là nó có úp lồng được trúng một con gấu không. Để xem. Rồi, ra này gặp Greater đây. Tôi mà đẩy cái bọn này đi thì ngon. Đấy, tách đội hình ra rất hay luôn. Ui ôi, lé được hết luôn á. Hay quá rồi ơi, rồi. Berserker thoải mái đánh quả vừa rồi luôn, không có bị chụp lồng một phát nào cả. Được quá nhờ. Hai cái lồng của nó chụp vào cái phía bên trái anh em ạ. Tôi để tách hẳn con Berserker ở cái góc dưới cùng. Đấy, nó là nó chụp vào cái chỗ đông người. Mà cái góc phía bên này thì nó ít hơn anh em hiểu không? Quá hay. Làm quả lẻ ganh hơi được đấy. Quả đấy mà chụp vào Berserker chắc chắn là tôi nghĩ là ít nhất là cũng phải là 20 máu hơn nhá anh em nhá. Hơn ấy. BKB này. Rồi. Có BKB. Ok. Đồ chán nhỉ. Rơi ra cha có lấy được cái gì? À thằng Mết chết rồi, hay quá. Thảo nào mình không lấy được cái gì, hóa ra là thằng Mết chết. Thằng Mết chết thì đồ nó cũng là đồ những cái đồ bắn trưởng thôi. Tôi không lấy được cái gì cả. Thực ra tôi cần cái gì anh em biết không? Tôi cần cái Blink anh em ạ. Chưa có Blink. Gậy gỗ. À hay quá, ghép được cái hút máu. Được. Rồi, rồi tiếp thôi nào. Ui, Dominator 3 sao này. Làm gì giờ? Đập trứng như con gì lừa. Hầu hết các anh em sẽ nghĩ khi tôi roll ra được con Berserker 3 sao thì con Berserker nó sẽ là con co chính ở trong trận đấu này. Và late game trong trường hợp tôi chơi 6 Glacier sẽ bị counter bởi đối thủ chơi Greater. Và lúc đó tôi sẽ chuyển sang chơi bộ Greater với con co chính là Berserker để counter lại đối thủ. Nhưng tôi rất tiếc, Berserker không phải là con co chính ở trong trận đấu này. Lý do rất đơn giản, khi chuyển sang Greater không sợ ụp lồng, tuy nhiên không thể nào có thể đánh lại được con cung đen 3 sao. Chính vì thế tôi cần một con co không sợ ụp lồng, không sợ bị Greater chói, mà vẫn có khả năng kết hợp được với bộ 6 Glacier. Và câu trả lời cuối cùng của tôi đó chính là Dominator. Mặc dù cái màn suy luận rất hay, nhưng mà cái bọn Greater nó chết bố lắm rồi còn đâu. Đấy mà không sao nhá anh em nhá. Tôi sẽ dùng cái con Dominator 3 sao này để đấu với cái bọn Assassin, để cho anh em thấy cái sức mạnh của con Dominator nó mạnh như thế nào. Dominator làm co chính, ngoài kết hợp với 6 Glacier ra, tôi có thể kết hợp với 4 God nữa anh em ạ. Tại level 10 chúng ta sẽ có 6 Glacier kết hợp với 4 God. Và khi đó Dominator sẽ có tốc đánh là mắc, kèm theo đó là có thể úp lồng liên tục khống chế đối thủ, rất mạnh, với khả năng ngưng động thời gian. Có khác gì Doctor Strange đâu anh em. Thế nào, để xem bọn Assassin có ăn được tôi không nhá. Ôi bọn Assassin nó sổ xuống hàng sau giết chết rồi kìa. Nhưng mà ui dồi anh em ơi, đứng trong lồng hết rồi, còn lâu mới thoát được anh em ơi. Ui rồi anh em thấy chưa? Đứng trong lồng đến chết luôn. Ui rồi ôi, đứng trong lồng đến chết luôn anh em ạ. Lồng hết rồi lại úp lồng tiếp. Nó úp liên tục mà. Con này nó úp liên tục anh em ạ. Cooldown của nó là 6 giây. Và cái úp lồng này nó úp nó là cũng 6 giây luôn anh em ạ. Trời ơi.
Thế thì đỡ làm sao được bạn ơi. À, cho là con Tsunami vào đúng không? Thêm khống chế. À, QLP lên được 3 sao có Blink. Cũng càng đấy. Cũng càng đấy, để xem nhá, để xem nhá. Liệu rằng cái khống chế của thằng nào ngon hơn? Ồ. Ồ, ồ nhưng mà sao tôi mãi đéo úp lồng đấy kia? Ôi ơi, úp tí kia thì ăn cứt rồi. Mẹ úp ngu thế. Ôi, 2-3 máu ạ. Ừ, chết tôi rồi. Vẫn đéo ăn thua anh em ơi. Ôi, xả hết tiền rồi anh em ơi. Kiếm con Khan 2. Chết rồi, thế là vẫn là phải là phụ thuộc vào cái úp lồng của nó đấy anh em ạ. Úp lồng ngu một cái là ăn cứt luôn. Thôi cắn máu lên cho nó an toàn. Mẹ vừa lấy 2-3 máu đấy anh em. Cắn máu được có 2-2 máu thôi. Rồi ôi, mẹ quả này mà nó đẩy 2-3 máu lên cũng đi luôn đấy. Sợ là sự luôn đấy. Cướp từ Tsunami. Ồ, cướp kịp đi Tsunami rồi. Ui nhưng mà cũng đeo tung được trưởng cơ. Grand Herald mỏng quá, không tung được trưởng. Ui nhưng mà úp lồng bên kia được không? Được không? Ui tất cả chui vào trong lồng bên kia. Hay quá anh em ơi. Được quá bạn ơi. Hay quá. Đứng ở trong lồng liền chết rồi anh em ơi. Vẫn sống sót. Tuyệt vời. Mày bay ra ngoài đi. Quyệt bên bay ra ngoài à? Cứ đứng ở trong lồng nhé. Để đấy tao quay lại tao đánh tiếp. Ok đấy rồi có nhấc tay lên đâu. Anh em thấy không? Hổ báo cáo trồn với ai? Một lồng phải bình tĩnh ngay. Bác sĩ Dr. Chen ở đây. Bác sĩ tâm lý. Này thì sát thủ muốn giết người đúng không? Hổ báo đúng không? Cứ bình tĩnh, ngồi xuống. Ngồi xuống cái lồng. Ngồi vào trong lồng, bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá. Đấy, để bác sĩ điều trị tâm lý cho. Chuyên gia về thần kinh học ở đây rồi. Đấy. Đừng có hổ báo. Sống nó nhẹ nhàng thôi, tình cảm thôi. Hãy xóa bỏ hận thù. Hãy để cuộc sống ngập tràn tình yêu, tình thương nhá. Hãy để cuộc sống ngập tràn tình yêu, tình thương. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau? Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau nhỉ? À đây, ôi, có cái Blink anh em ơi. Hay quá. Mẹ đang cần cái Blink, ra cái Blink rồi. Ôi rồi, vừa lấy úp lồng mãi mới úp lồng được. Bây giờ có Blink rồi anh em ơi, ngon rồi. Hay quá. Vừa kịp ghép cái Blink luôn. Ngon, tôi đợi mãi đấy nhá. Tôi có cái nhẫn thông minh, tôi đợi mãi đấy. Già viên ma lăng, không có viên ma lăng nào anh em ạ. Rồi ok. Hay quá. Đồ rất đẹp ở đây rồi. Tuyệt vời anh em ơi. Rồi vào đây. Rồi nó xô xuống. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh. Bình tĩnh được chưa? Bình tĩnh được chưa? Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Ờ, ôi, bùa hết cái lông rồi. Hay quá. Cứ ngồi trong này tĩnh tâm đi bạn ơi. Thiền. Tập thiền đi, tập thiền. Ôi, tập thiền, đúng rồi, tập thiền. Không nhấc tay lên được luôn. Tập thiền, cứ đứng ở trong thiền ấy, đứng im. Đứng im cho tôi, các bạn tập thiền đi. Hay quá anh em ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mẹ Khan vẫn chưa lên được 2 anh em ạ. Mẹ cay nhở. Đã lên được Khan 2 luôn. Thực ra là cái round này có thể là tôi hoặc nó chết anh em ạ. Cứ úp lồng chuẩn ấy thì là các bạn cứ ngồi sát thủ ở trong thiền thôi. Thì là ok, là sống. Còn nếu mà úp lồng một phát ra ngoài lồng một cái là bọn này là như những cái con thú khát máu. Nó chém kinh lắm. Ôi, mẹ bây giờ chỉ có cầu trời hở khấn Phật cho nó úp lồng chuẩn để các bạn thiền trong lồng thôi. Bay xuống. Ui mẹ bảo nó sổ. Ui rồi chết rồi. Tsunami. À được, hay quá. Các bạn lại thiền rồi. Hay quá. Ui rồi, thiền rồi. Tốt, quy y cửa Phật. Hay lắm. Rồi, úi dồi, tất cả các bạn đều đứng ở trong lồng này. Thôi xong rồi bạn ơi, tôi còn 4 con nữa cơ. 10 máu lọt được không? 10 máu lọt chết luôn không? Chết luôn không?
Ôi chết rồi, chắc chắn là chết rồi anh em ơi. Còn có 10 máu thì đỡ thì đéo nào được. Ồ, trò chơi kết thúc. Trò chơi kết thúc. Hay quá. Ồ, chưa kết thúc à? Ồ, cái đéo ở đây. Tại sao lại như này? Ôi dồi ôi, cho vào lá thiên chưa đủ, lại muốn vào lá thiên tiếp à. Ồ kìa, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái đéo ở đây, cái đéo ở đây. Ôi dồi ôi, bác sĩ đọc từ trên, bác sĩ còn quay lại thời gian như thế này thì vãi đái quá. Ui mẹ ơi, tiền chưa đủ cho nó tiền tiếp rồi, căng quá anh em ơi. Dã man thật sự. Ui đây rồi, 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 đây rồi. Ui, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Vãi đái, ôi tăng tốc. Xong, xong, xong. Quá căng anh em ơi. Rồi ôi, tất cả bọn Assassin đều ở trong lồng. Và cứ thế đợi đến lượt mình thôi anh em ạ. À, anh em thấy bất ngờ chưa? Flood trick. Úi rồi, Flood trick. Anh em không thể tin được đúng không? Anh em không thể đoán ra được đúng không? Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi cái video clip này. Nếu anh em thấy hay, like cho tôi. Anh em chưa đăng ký kênh, có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái bộ siêu bí kỹ Tam Pháp Sát Long anh em nhá. Một cái line up rất khỏe trong cái thời điểm hiện tại mà anh em có thể chơi leo rank được tốt. Ok. Và anh em có thể chọn clip bên phải để xem sức mạnh của tử thần anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!